chú rất vui đó. Rồi mai mốt chúc cho chú mùa mai bán đất và gia đình hạnh phúc luôn. Đó, đẹp đẹp gái không? Ok luôn kìa. Nói chung mình mua bán mà. Có gì đâu. Mình làm cái gì mà tốt, có lợi cho xã hội thì mình cứ chia sẻ thôi. Cá ra nữa rồi ta. Để mình lặn cá này vô dành coi. Ây da. Thôi, đây vô rồi. Cho vô đây nha. Thì nói chung phải làm việc thiện mới được. Có việc gì, có việc gì mình làm đấy. Ở trong cống ranh nè. À, lò gạch đó, chi tôm á. Nói chung là cũng đi bỏ kèo me nhiều tỉnh lắm mà, sẵn quay YouTube cho bà con xem luôn. Chỉ quay người nghèo luôn. Quay người nghèo, ở đây nghèo nè quay. À, nghèo đặc biệt á. Nghèo bình thường thì mình đi lao động. Đang là khu công nghiệp Bình Hòa đó, công nhân đang tan ca ra rất đông. Có một số thì về thẳng chạy về nhà, có số ghé lại để mua thức ăn, rau cải, cá khô. Để đó đây Hà Tiên sẽ quay thêm một đoạn nữa, coi công nhân mình ra đông như thế nào cho cô chú và anh chị các cháu xem. Cô chú anh chị và các cháu, hôm nay đó đây Hà Tiên đến khu công nghiệp Bình Hòa để quay công nhân sẽ tan ca ra và bà con mua bán ở đây rất đông nha cô chú anh chị. Khu công nghiệp Bình Hòa, để mình sẽ đi qua bên đây mình quay cho cô chú và anh chị xem chút công nhân ra rồi mình sẽ quay tiếp theo. Đây mình thấy có bán chè đang để sẵn này, chút công nhân lại là mua dễ luôn. Đây bán rau cải này vô bọc sẵn đặng nữa, hồi công nhân ra đặng mua cho nó nhanh luôn. Khô luôn. Chừng nào mấy cháu làm công nhân mới ra ca ha? Dạ. Cỡ bao lâu nữa công nhân mới ra tan ca? Mấy bốn rưỡi hả? À, bây giờ mình quay xương bà con mua bán trước đi, chút hả ra công nhân ra tiếp theo. Cái này thường ngày ha, thứ bảy chủ nhật là công nhân nghỉ ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc cô chút nữa bán cho mau hết ha, công nhân mua thật nhiều luôn.
với cô. Cô này bán ổi nè nè, ổi cô cân lại hả cô? Ổi vườn cô ngon quá ha, ngon lắm nè cô chú. Ngày nay mình hái được nhiều hả cô? Dạ cũng đỡ hả cô. Nhà cô gần đây không cô? Dạ. Mình trồng được mấy công ổi không? 200 gốc hả? Vậy là cũng công đất có rồi ha. Dạ. À vậy chứ không phải mình toàn bộ ổi ha. Dạ dạ. Rồi thôi chúc cho cô gia đình luôn luôn hạnh phúc và có những quả ổi ngon cho bà con ăn tiếp theo á. Dạ dạ dạ. Dạ. Bán cho công ty hả? Có. Dạ, công ty ra bắt đầu mua ổi mình ăn mà thấy ổi này cô ngon lắm nè. Để một chút con quay xong rồi con ủng hộ cô hết. Dạ. Ở ngày 15, ở ngày 12. À, ngon quá. Cô nãy nói ổi vườn của cô chen chen vô đó mà ổi này thấy ngon quá nè. Thôi mình đi tiếp theo. Còn có con cá lóc ra, cá lóc nhảy ra ngoài. Hả? Ở này quay giới thiệu cho bà con đỡ mai mốt biết mình bán mua. Cho mai mốt ở chợ ngay chỗ khu công nghiệp Bình Hòa nè, sẽ mai mốt sẽ lớn mạnh lên. Quay giới thiệu cho bà con. Hả? Biết. Ủa nó quay lên mà. Lên biết hả? Đó là YouTube lên vô tiếng rồi đó. Trời ơi. Để quay lưu niệm luôn đi. Đặng nữa con kéo biết. Quay lưu niệm luôn trời, bây giờ không quý chứ 20-30 năm nữa quý lắm. Tại vì thời gian lâu rồi nó hiếm hả? Như bây giờ ông bà mình nè, bây giờ có mình mua tiền đó mà có đâu mà bán. Mua có 5-10 triệu mình mua luôn đó. Tại vì ông bà mình bây giờ đâu có đâu. Bây giờ mình quay về cái 20-30-40 năm sau nữa quý lắm đó. Thôi bây giờ cho chú này đi đó. Nó chú ok không? Nè gọi nè. Để luôn nè em. Chú bán gì mà có cái cặp gì? Bánh của chú rất ngon nè cô chú. Nè cái này là chú bán ở bữa nay là bán ở cung công nghiệp nè. Thường ngày chú bán đâu thường chú? Ở đây. Ở đây hả? Vậy ha. Ở đây bán cũng có lý ha. Cũng đỡ. Rồi cái này sản phẩm mình lấy mình làm nhà luôn. Lấy có làm nhà có. Vậy cũng được quá ha. Rồi chúc cho chú luôn luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc và mua mai bán đắt ha, ha chú. Rồi. Rồi cảm ơn chú đã chia sẻ. Rồi mai mốt bà con có mua thì gặp chú này nè, ủng hộ cho chú luôn. Rồi cảm ơn. Tôi dắt làm gì chú? Hả? Tôi dắt làm gì? Cái này giới thiệu đặng cho bà con mình mai mốt biết ở chợ Bình Hòa nè. Rồi mua bán cho đông đúc cho vui luôn. Vậy bắt đầu tối mình coi. Tối mình coi video. Bắt mà như không phải là công an nha, bắt là người dân bình thường.
chú này vui lắm nghe, mua đồ của chú rất vui đó. Rồi mai mốt chúc cho chú mua mai bán đắt và gia đình hạnh phúc luôn. Đó, đẹp đẹp gái không? Rồi, ok luôn kìa. Nói chung mình mua bán mà. Có gì đâu. Mình làm cái gì mà tốt, có lợi cho xã hội thì mình cứ chia sẻ thôi. Cá ra nữa rồi ta. Để mình lẫn cá này vô dành coi. Hay dạ. Thôi, đây vô rồi. Cho vô đây nha. Thì nói chung phải làm việc thiện mới được. Có việc gì, có việc gì mình làm đấy. Ở trong cống ganh nè. À, lò gạch đó, chi tôm á. Nói chung là cũng đi bỏ kèo me nhiều tỉnh lắm mà sẵn quay YouTube cho bà con xem luôn. Với quay người nghèo luôn. Quay người nghèo, ở đây nghèo nữa quay. À, nghèo đặc biệt á. À, nghèo bình thường thì mình đi lao động. Nghèo đặc biệt là giống như đi lao động không được á, giống bệnh tật rồi đó. Chết rồi, vậy là ông May có dính không hả? Tôi sợ không nha. Hả? Có gì đâu, vui vẻ thôi. Mời... Mời... Biết sao không? Mai mốt rồi mình ấy đó, mình giới thiệu. Nhất là... Nè, thấy ở đây có rau muống đồng ngon quá nè. À, cái mùa này mùa mưa ha, cọng to quá ha, mà nó non nghèo luôn nè. Có bông điên điển đó nè. Đâu? Đâu rồi, đâu rồi. Đưa đây coi. Đặc biệt quá ha. Tuy rằng chợ nhóm giống như chợ không tên là ngay chợ Bình Hòa đó. Ngay khu công nghiệp Bình Hòa đó mà mình thấy bây giờ tương đối là cái chợ nhỏ luôn đó nha, cô chú. À, bà con rất vui vẻ luôn. Thôi chúc cho cô mua may mắn đắt ha. Khoan để tặng cho miếng này để dành kỷ niệm. Rồi hả? Cái này nữa về mình bắt miếng giấy, sao bấm lên là có đó hả? Ờ, có rồi chưa? Có chưa chưa? Có rồi. Rồi bấm đó cho lên gặp á. Để dành luôn nè em. À trong đây rau quá trời luôn cô chú ơi. À, có gì hai này, có bông đường để ngon quá nè, vàng tươi luôn. À, mình nãy giờ đi dầm mơ hơi lạnh mặc áo mơ luôn nha cô chú, thông cảm. À, gào luôn. ý sao mình có ốc ngon quá ha, lặt sẵn luôn hả cô? À, dạ. Tiện quá ha, này ký nhiêu cô? 50. À, bình dân quá ha, cái này mua chừng vài trăm gram là kho xả ngon dữ vậy. À, dạ 20-100 gram rồi cua nữa. Ôi ngon quá. Cái này mình bắt ha, mình mua lại con. Dạ bắt giỏi quá ta, hay ta. Cô bắt cũng bộn ha. Cái này cô bắt ha, mấy đứa cháu nhà bắt. À, ông xã hay quá ta. Dạ. Thôi chúc cho cô với ông xã luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, đặng bắt có những cái sản phẩm này cho bà con ăn cho ngon miệng ha cô. Dạ, cảm ơn cô. Nè, cho miếng này chừng nào có về nữa bấm vô đây gặp. Bấm vô đó nữa gặp, để dành lưu niệm luôn. Bấm lên vô tiếng, vô tiếng. À, gặp cho vui giống như là... quay rồi bắt đầu mình bán nè, mai mốt con cháu mình nói là mình giỏi. Nói lớn tuổi đó, bà nội tôi hồi xưa đó giỏi lắm. Bây giờ nó không có quý, chứ 30-40 năm sau nó quý lắm đó cô. Tại vì lúc đó đâu có đâu. Giống như bây giờ ông bà mình đó có cái lép là quý lắm. À cái này đặc biệt luôn nè cô chú. Tôm lòng tươi chấu nước ký 70 ngàn, nước ký tôm lòng tươi chấu. Ừ, ngon quá, ngon quá. 20 triệu. Quay cái gì? À, đi làm gì? YouTube cũng như là giới thiệu đặng cho bà con biết mai mốt lại đây mua thiệt là nhiều, mình bán thiệt là đắt. Phải không trời ha? Phải. Nè cho miếng này nữa về bấm. Đưa lại được. Đâu có cái YouTube đó.
này là quay thiệp thôi, giới thiệu à, chứ đâu có phải là bọn ác đâu. Thôi cái này lùm xùm quá, cho nó ra đi. Thôi rau ngon quá, nhà của cháu này bán ngon quá nè, coi có ngon rồi mai mốt lại chợ, để không phải là khu công nghiệp Bình Hòa đó, mua ẩm hộ cho cháu luôn. À, bây giờ sao cháu chưa có gia đình hả? À kìa, à máy bay à, cháu giỏi quá ha, tuy rằng nước da mặn mòi nha mà như rất siêng năng đó. À, cháu này là cũng như hiện giờ sống cũng đặc độc thân đó, nghe nghe nói là dạ sao rồi con? Chết vậy hả, bệnh hay gì con? Thương cháu quá ha. Thôi hoàn cảnh vậy thôi, ráng cố gắng ha, cháu chớ biết sao giờ, tại mình đâu có muốn đâu, hoàn cảnh rủi ro chịu. Rồi mấy đứa cháu rồi? Ba đứa cháu. Bao nhiêu tuổi lớn nhất? 14 tuổi. À, 14 tuổi ha, bây giờ chắc học được lớp 5 à, đỡ quá ta. Vậy thôi, 4 tuổi học, 4 chưa học. Vậy là ráng cố gắng lo cho cháu rồi nha. Rồi mai mốt mà nhiều khi mình có mai duyên gì hay là có duyên nợ gì đó, rồi mình gặp cái người nào mà thương yêu mình thì tiếp theo nha. Chứ bây giờ còn trẻ mà sống vậy buồn lắm. Phải kiếm. Rồi chúc máy bay. Hãy ra còn cháu còn để hàng quá nhiều kìa. Thường ngày có bán đây không cháu? Ngày không bán đây hết. Vậy cũng có lý ha. Cháu này giỏi lắm nè, mấy đứa cháu gái nha, mai mốt mà muốn lập gia đình gì đó thì có thể là bình luận vào đây, rồi khi nào mình đi ngang là mình sẽ tiếp theo mình nói cháu. Rồi sao đọc số điện thoại luôn cháu. 0907 02 03 20. 0907 03 20. 0203 0907 03. Đọc lại 0907 02 03 20. Đó, muốn làm quen của cháu này thì điện vào số điện thoại của cháu này nha, rồi sẽ gặp, rồi muốn trò chuyện gì đó thì tiếp theo. Để đi, thấy cháu này giỏi quá nè, theo chú thấy cháu này chú còn muốn thương nữa đó, thương cái tình cảm mà cháu làm giỏi á. Đó, thấy không? Nuôi ba đứa cháu luôn mà giờ có một đứa học lớp 9 rồi đó. Nếu mà không che cháu nước da mặn mòi với làm giỏi đó, thì cứ điện cho cháu nha. Rồi chúc cháu mai mốt sẽ gặp duyên nợ tiếp theo là hay hơn. Rồi chúc cháu mua bán và thật nhiều tiền để dành cưới vợ. Yeah. Chú có sản phẩm bắp ngon quá nè, bọc này khoảng nhiêu chút? 10 ngàn hả? 10 ngàn ba trái cô chú. Bắp này cũng nhiều, 10 ngàn luôn hả? Lễ giảm ha. Đọc lan nè. À, cái này chú trồng, chú hái mình ăn luôn hả? Năm nay chú nhiêu tuổi chú? 73, giỏi dữ ta. Vậy là tuổi mẹo hay gì hả? Mà chú trồng là trái bắp tốt quá ha, trái bắp bự quá ha. Trúng bắp trúng nè. Mua bắp cho chú đây, bắp chú trúng quá nè. Trái bự quá luôn. À, giờ này có một số công nhân đang ra đó nè cô chú. Ồ, sao
chú làm kỹ thuật gì mà hai giới chú? Đi quen rồi. Dạ quen hả? Ồ hay hả? Còn nào vậy chú? Dạ dạ còn Bình Hòa hả? Dạ dạ. Chú giỏi quá à. Nè Đọt Lan chú ăn mặt không nè. Ngon lắm. Dạ dạ dạ. Dạ. Mua hai bọc luôn. Cháo đó em hộ cho chú hai bọc luôn kìa, tại ngon lắm. Mà mình thấy bắt trái bự rồi chú. Chú là 100 hơn 2 tấn luôn. Dạ. Dạ dạ, vậy ha. Chú bảy mấy tuổi mà sức khỏe còn dồi dào quá ha. Giống hay làm có ở đây có chú Năm đó sống được 95 96 tuổi vậy đó. À ổng cũng mạnh bình thường vậy đó. Mà mình ở vùng quê sống có bền hơn á. Dạ dạ. Ồ giỏi quá ha. À thường thường thí dụ đảo bằng cách gì ha? Giống như mình dẫn cái bao này, dẫn bao này lên cái mình đưa cái da vô ha. À, à chú nói là bao 40-50 kg là chú đảo mình lên vác được luôn đó, mà bảy mấy tuổi. Nói chung chú này cũng vui là một với chú thấy có đạo đức cao quá à. Chúc cho chú sống thọ đặng làm ra những trái bắp ngon cho bà con ăn tiếp theo hả chú? Bán vui. Dạ vậy hả? Đem từ thiện đó hả? Dạ vậy hả chú? Vậy chú bên đạo nào chú? Vậy hả? Vậy là ok đây rồi. Cháu có quay bên kênh Đọc Phật Giáo Hòa Hảo nữa. Dạ. Chú có biết đọc giảng không chú? Dạ tưởng đâu chú có đọc rảnh cái cháu quay chú đọc chỉ chỗ nữa cháu lại chú quay chú đọc đặng làm một clip lưu niệm sau này mình có qua đời cũng còn clip đó để cho con cháu nghe. Dạ, mà có không có thời gian mình luyện hả chú? Thôi vậy hả chú, chúc chú khỏe hoài tới 100 tuổi luôn hả chú? Dạ 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 dạ. Nãy có tặng miếng giấy chưa? Đây là các cháu làm trong khu công nghiệp Bình Hòa nè, ra tan ca ra rất đông.
thôi kênh Đó Đây Hà Tiên xin tạm dừng video. Cuối video chúc cô chú, anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo, chào cô dì chú bác và các cháu.